Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của Sapa ơi. Các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại đây là khu Liu Swing ha. Và rất là gần với thị xã Sapa thôi. Ngay trung tâm thì chúng ta có thể di chuyển đâu đó khoảng 15 đến 10 phút thôi. Hiện tại thì khu Liu Swing này đang được rất là quan tâm. Đặc biệt trong những ngày hè này thì họ mới có đưa vào một sản phẩm trải nghiệm cực kỳ mới mẻ và rất là thu hút đối với đặc biệt là đối tượng khách gia đình và trẻ em. Đây các bạn có thể thấy các bạn ấy trượt rất là đẹp luôn. Đây xe điện. Mọi người đi di chuyển ở đây đẹp quá nhỉ. Đây họ có cái hồ nhưng mà hôm nay nước nó hơi bị đục một chút ha. Đây khu bên này có cả khu nhà ra hồ luôn này. Quá đẹp phải không ạ? Buổi chiều này thì nó rất là mát luôn, mọi người có thể đi và tham quan cái khu vực này rất là rộng luôn. Quá đẹp luôn. Đặc biệt là những cái bạn, những cái gia đình mùa hè rồi muốn trốn thành phố thì có thể lên New Swing này để mà trải nghiệm và cho các bạn nhỏ chơi ở đây không muốn về luôn. Quá đẹp luôn. Ở đây thì họ có bán theo combo các bạn ha. Nếu mà tham quan khu vực phía bên trên này thôi, chỉ có mấy cái mặt người với cả bàn tay ở trên này thì đâu đó khoảng 80.000. Combo này có cả nước rồi, nhưng mà khi mà mọi người di chuyển sang đây và chơi cái cầu trượt bao khô này thì là 120.000 ha, cũng có một nước luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ được trượt khoảng 3 lần thôi. Sau đó thì sẽ nhường lại lượt cho những người khác các bạn ạ. Đây này họ có rào cái đường này, lối này lên trượt này. Ở trên này luôn luôn có ba người túc trực đấy để mà hỗ trợ khách để mà trượt. Em lên được không anh? Lên được. Ok. Anh lên quay phim thì lên được. Ok. Không quay đâu được. Đấy. Đấy, qua cái rào. Trên này luôn luôn có ba anh túc trực ở đây để mà hỗ trợ khách trượt. Ồ. Đóng lại anh thế cơ mà. Vâng, anh mở giúp em cái. Phao khô đây à anh? Phao khô. Phao khô đây à. Ây giờ thế khách trượt xuống xong rồi tự kéo lên à anh? Anh như bây giờ em đang làm cái tời anh nhưng mà chưa hoàn thiện đấy. Đúng rồi, xong, có cái tời lên đúng không? Kéo lên. Nó cũng khá nặng anh nhỉ? Cái này nó nhẹ tầm 3 cân, 4 cân. À. Đi bộ lên cũng đã thấy mệt rồi. Chơi thì chắc em bỏ cuộc rồi. Đấy. À, cái này là cho vào nước để nó ấy ma sát à? À. Xà phòng này. Wow. Đây mẹ nào. Xà phòng. Đây con. Ba lượt. Cái mẹ bé nào. Bật ra hình sẵn rồi, bật camera đi, sẵn không anh ngồi đi không, chỉ được một lần tí mệt thì nhá anh. Ok. Okay. Ba mẹ con nào. Một lúc luôn. Em đợi hai phao một lúc rồi. Đúng rồi, em mà hôm nay rồi. Hai phao một lúc à? À. Mát nhỉ, bây giờ đang mát quá. Anh này sẽ xuống trước mình tầm khoảng độ 30 giây. Một tay con bé đi. À. Woo! Sướng. Woo! Đứng trên cầu vồng. Đấy. Từ từ, không chạy luôn. Lên đi anh. Đi ra đằng trước ngồi xuống. Đây. Vâng, ngồi thẳng đằng xuống. Một người lớn kèm một trẻ em. Ôi, ai cũng ngồi, mẹ cũng ngồi có à. Anh thấy nó bay được đấy, nhựa. Từ ngồi, sợ có sợ ngã không? Không. Đấy, ôi giời. Anh được đấy. Kinh nghiệm là người người trước quay cho người sau à? Ai da. Tự kéo lên.
ba anh em làm ở đây đông, có những ngày chắc là không kịp rồi nhỉ, đông quá. Có ngày đông khách, ngày hôm nay thì ít. Nói chung là cứ là cuối tuần là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật gì đấy nó đông hơn đúng không? Đúng rồi. Và những ngày thứ hai, thứ ba thì nó hơi ít khách. Ôi đẹp quá, trên này quay toàn cảnh khu swing này rộng nhỉ. Đi qua cái Tây cũng chơi à? Kia có cả Tây rồi đúng không? Đúng rồi. Tây có trượt cái này không? Có, anh ấy trượt hết rồi. Ấy à? Thế à? Thế có bạn nào mà cần người giữ Tây không? Anh ấy trượt xuống rồi. Có, cho anh một trượt một phát xuống đi. Okay. Ừ. Một mình tự quay nhỉ? Được mà, cần cái này quay được mà. Tay, tay. Anh ơi, anh đi ra ngoài đi ạ. Đúng không? À, từ từ đây rồi. Ok, let's go. Cảm ơn nhá. Đâu, bám đây à? Vâng, ok, cảm ơn nhá. Oh my god. Oh my god. Ôi. Ôi rồi, đi có khoảng 10 giây, chưa đến 10 giây đã xuống đến đây rồi. Từ trên kia hôm nay trượt là mấy giây xuống đây? 12 giây. 12 giây à? Nhanh nhỉ? Trượt là 12 giây còn... Nhanh thì 9 giây. 9 nhanh còn làm sao mà đi được nhanh? Trời mưa, bây giờ trời mưa này. Trời mưa trơn hơn à? Kìa. À, thế à? Hay phết được nhỉ? Trời cao không tới nước, tới xa phòng thì nó gì. Nếu mà trượt thêm thì tính tiền không? Trượt thêm thì tính như nào? Đồng nữa. Sướng thật đấy. Về. Đó, sau khi trượt xong thì mọi người có thể ra đây thuê xe điện 30.000 cho 20 phút các bạn ha. Những cái xe điện như này. Đây là xe đạp thôi. Xe điện thì là xe kiểu trượt khác cơ. Đây có trò chơi ném bóng này. Ở đây mọi người có thể dùng đồ uống luôn. Mua đồ uống, đồ ăn nhẹ ở đây. Tô màu. Homestay. Khu vực homestay thì sẽ ở bên trên này. Đây. Đây xe điện đây các bạn nhá. 30.000 một xe. Đấy. Đua nhau. Ai Tây trời rất chịu luôn. Tây. Ô thế đi về đi đường nào nhỉ? Anh ơi. Đi đường nào ạ? Vâng. Vâng. Đấy, đi về sẽ vòng qua bên này. Khu này cũng khá đẹp. Nó không có cái view đẹp nhưng mà nó lại có những cái góc tiểu cảnh rất là đẹp luôn. Rất là thư giãn ở cái khu swing này. Đặc biệt là cái phần trượt phao mình rất là ấn tượng luôn. Phần trượt phao. Rất là chịu luôn. Ngô nhá, ngô ở đây luôn. Nếu mà tối đến thì có thể bẻ ngô luộc ăn luôn được. Đó. Quá đẹp luôn ạ. Các bạn thân mến, như vậy là mình vừa có review qua cái khu Liu Swing ha. Các bạn thấy khu vực Liu Swing có đẹp không? Mình có những trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đây. Các bạn hãy đến khu Liu Swing để chơi trò trượt phao cũng như là những cái trò chơi khác ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình có những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.